Đang gỡ hôm qua ta. Nhiều hình quá hả? Thì em tìm đây, em tìm cái nào ok. Bị chốt xuống rồi. Đâu à? Ý là do tiêm lại thôi chứ có gì đâu. Mệt ghê. Mau là bà lên đẹp rồi đúng không? Khi mà mình dặm lại là ít bị ấy, ít khi bị này. Tôi chưa coi phim luôn á, lâu rồi tôi chưa được coi phim. Chị chưa coi luôn á trai, coi chưa? Cảnh nóng đúng không, coi khó chịu đúng không? Không, nhưng mà tôi cũng thích xem như đứa mà. Chị, nhưng mà bây giờ cũng chán lắm chị. Chán à? Dạ, cũng chán lắm. Nhưng mà đối với em chán, đối với chị lỡ không chán ra ngay. Cho chị xí bông nước muối nè. Ê, đối với chị không chán ra. Lỡ đối với chị không chán ra. Ví dụ như ra băng công rồi đó, chị dễ có cái cảnh nó cũng được. Băng công làm chi vậy?
Chị chưa coi nên chị không biết. Ghê, thấy hồn. Nhưng mà chị thích coi phim Việt. Coi thử. Chị chưa coi luôn. Ở trên mạng có không ta? Hình như chưa, do công chiếu ở nơi này trên mạng chưa có. Chị không có thời gian thôi, chứ rẻ nè. Bình thường. Đúng. Hồ Tết kia mà. Nó ra Hồ Tết kia mà, đúng không? Tưởng một phương về nữa. Hay là gọi bà Cúc qua luôn hả? Tan cho bà Dung luôn hả? Chán. Dạ. Hồi nãy thằng nó nói là số mấy lên dương của cha rồi. Nói cái chị em, nó lấy đồ hả? Mấy giờ bà về đó? Bà ghé qua chị. Tôi đang làm khách bên này, một ý là về là ghé qua lấy cái hồ giấy tờ để làm thẻ bên bô cho bà già kìa. Tôi làm bên chị Loan chưa có về. Khách biết. Khách không đồng. Đó, khi nào còn về gọi điện này. Lấy giấy tờ trước cứ điện ký trên đóng dấu để làm cái thẻ con bô đó cho bà Hoa đó. Ngay Lê Đình Dương đưa rồi nhưng mà bây giờ làm thêm hồ sơ này kia, họ đánh ra thêm mấy bản nữa để đóng dấu. Một hồ sơ rồi họ phải lên ra hợp đồng một lần. Xong rồi,
chỉ có đi qua Lê Đình Dương lấy về đưa cho bà Hoa ký thôi.